Để được một cái ngôi nhà mà ưng ý như thế này Vâng. thì cũng tất cả nhờ đội ngũ anh em Vâng. và đội ngũ thiết kế. Chân thành cảm ơn các em để cho chị là có một cái ngôi nhà mà được nhiều người khen ngợi như thế này. Vâng, em chào chị ạ. Cảm ơn em. Hôm nay rất là vui khi mà được chị Ái có nhận lời của bên nội thất Phúc Thọ cho anh em bên em qua nhà để mà có thể là review lại một công trình nội thất bên em đã làm ở gia đình nhà mình. Công trình bao gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng thờ. Bên em còn thi công trong tháng 12 âm lịch vừa rồi để chị kịp đón Tết năm nay. Đấy thì rất là mong muốn là chị có thể chia sẻ cho quý khán giả của nội thất Phúc Thọ được biết là chị vì sao lại biết đến bên em và tin tưởng lựa chọn bên em để thiết kế và thi công vậy ạ? Chị thì cũng biết đến bên em là do là lý do là cũng do nguồn thông tin ở trên trên mạng. Trên mạng quảng cáo. Quảng cáo. Thì là chị cũng tìm hiểu và cũng xem đi xem lại những cái công trình mà các em thi công. Dạ vâng. Thì chị cũng tìm hiểu và được biết là bên đơn vị mình là rất là uy tín. Dạ vâng. Thế nên chị đặt niềm tin vào Phúc Thọ. Dạ vâng. Và đã tìm cơ sở của các em để thiết kế thi công cho công trình nhà mình. Giữa những cái việc đó là chị tham khảo thông tin qua video hình ảnh ấy. Và em cũng đã có dịp là dẫn chị đi xem thực tế công trình bên em đã làm rồi. Đúng rồi. Đấy thì đến những cái thời điểm như vậy thì chị tức là trước lúc mà quyết định làm việc bên em ấy thì chị có nhiều sự băn khoăn hay là lo lắng gì không ạ? Đầu tiên thì thực sự là ai cũng vậy thôi. Vâng. Trước khi tìm hiểu một cái gì đó gọi là đặt niềm tin vào đấy, vâng, vâng. thì cũng phải xem qua cái thực tế vâng. và hiện trạng và so sánh giữa công ty này với công ty khác. Vâng, vâng. Thế nhưng mà không biết là đấy là lý do gì, nhưng mà vì vì cái suy nghĩ và ấy thì nghĩ rằng rất là nhiều người đặt niềm tin vào công ty. Vâng, vâng. Nên mình cũng lựa chọn với là hợp phù hợp với gia đình là những cái thiết kế nội thất vâng. hiện đại và cũng như là về cái thẩm mỹ. Đến thời điểm này thì hoàn thiện thì mình đã rất là ưng ý và được nhiều bạn bè đến tham quan và và khen rất là đẹp và phong cách. Đó là cái đích cuối cùng mà bên em muốn hướng tới là tạo ra cho anh chị và những khách hàng là có sự trải nghiệm mà cảm thấy là thoải mái và hài lòng nhất. Đấy, vâng. Thế thì cái thời gian mà bên em thiết kế cho chị, tức là quá trình mà thiết kế 3D đến cái việc đó là sản xuất và thi công lắp đặt theo tiến độ ấy. Đấy thì chị có cảm tức là chị có những cảm nhận chia sẻ như thế nào cho khách hàng của bên em được biết về cái phần đó là nhận khi mình nhận được cái thiết kế thì không biết là cảm giác của chị cảm thấy như thế nào. Đấy và khi mà đồ thực tế lắp xong ấy giữa thiết kế thì chị cảm thấy là nó có bị chênh lệch nhiều không ạ? Thì thực tế ra đấy thì giữa 3D và thiết kế hiện thực đấy vâng. thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy vâng. thì là nói chung là tất cả những cái mà thời điểm giữa em và chị là đúng hẹn, đúng tháng, đúng ngày dạ vâng. là thiết kế đúng, lắp dạ đúng dạ thời vâng. điểm để cho hoàn thiện đúng ngày, đúng giờ để cho chị lên nhà mới dạ nên vâng, nên vâng. rất là cảm ơn đội ngũ anh em là ngày đêm mà làm để cho chị và lên tân gia nhà mới, rất là cảm ơn. Dạ vâng. Vâng đấy. Thì em xin hỏi chị thêm một câu hỏi cuối cùng nữa là chị là một khách hàng đã trải nghiệm của bên em từ cái việc đó là tư vấn thiết kế đến việc lắp đặt sản xuất và sử dụng rồi. Thì chị có những cái lời khuyên nào dành cho các khách hàng của bên em trong năm mới 2023? Một chút những cái chia sẻ và những cái cảm nhận cũng như là lời khuyên của chị để cho quý khách hàng có thể có những thông tin tham khảo hữu ích hơn cho gia đình nhà mình ạ. Thì thực tế ra như này, dạ đã đặt niềm tin vào các em dạ vâng. thì là cũng hoàn toàn là tin tưởng vâng. Để được một cái ngôi nhà mà ưng ý như thế này vâng. thì cũng tất cả nhờ đội ngũ anh em vâng. và đội ngũ thiết kế, chị rất là ưng ý vâng. và đối với những khách hàng tiếp theo thì vâng. Mong rằng tin tưởng vào Phúc Thọ bởi vâng. đặt niềm tin vào Phúc Thọ thì mới cũng được ngôi nhà mơ ước như mình vâng. thì rất là cảm ơn
đây là chân thành cảm ơn các em để cho chị là có một cái ngôi nhà mà được nhiều người khen ngợi như thế này. Dạ vâng. Đấy thì bọn em rất là vui khi mà nghe những chia sẻ của chị. Thì bên em cũng rất là cảm ơn anh chị. Vì anh chị là nằm trong những khách hàng của bên em là có được, tức là có một cái niềm tin trọn vẹn để bên em có thể thỏa sức với những cái thiết kế mà bên em cho rằng là nó là hợp lý nhất dành cho mỗi căn phòng. Đấy, cũng như là anh chị cũng tạo điều kiện cho bên em để bên em có thể thi công từ cái việc đó là chọn lựa chọn màu sắc đến cái việc đó là lựa chọn vật liệu, bên em tư vấn cho anh chị. Thì anh chị giao cho bọn em những cái quyền để mà có thể lựa chọn những cái vật liệu nó hợp lý nhất. Đấy. Đấy, thì khi mà tạo ra những cái thành phẩm thì bên em cũng rất là cảm thấy là ưng ý. Đấy. Thì cũng là dịp cuối năm thì bên em rất là cảm ơn chị một lần nữa và cũng em xin phép là tặng chị một món quà nhỏ. Chị cảm ơn tất cả các đội ngũ anh em của Phúc Thọ. Chúc chị gia đình năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui và thành công hơn nữa. Chị cũng cảm ơn đội ngũ và chúc đội ngũ là sang năm 2023 thì là có nhiều công trình mới, phát triển nhiều hơn, vươn cao và bay xa mãi để cho nó có nhiều người biết đến công ty của mình.